Theo kế hoạch của chương trình trợ giúp người khuyết tật trong giai đoạn 2021-2030, sẽ có từ 200 đến 300 ngàn người khuyết tật trong cả nước có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi phải triển khai nhiều giải pháp từ nhiều phía. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đặt ra tại diễn đàn Tiềm năng của người khuyết tật trong lĩnh vực sản xuất thông minh, trong giáo dục nghề nghiệp và trong công nghiệp sản xuất vừa được Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lillehammer 2 phối hợp chương trình đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam thuộc Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ và các đối tác tổ chức, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là diễn giả chính tại diễn đàn Tiềm năng của người khuyết tật trong lĩnh vực sản xuất thông minh, trong giáo dục nghề nghiệp và trong công nghiệp sản xuất, ông Nguyễn Văn Cử, Phó Giám đốc Trung tâm Người khuyết tật và Phát triển Năng lực Đời Rất Đẹp cho rằng, để có thể tiếp cận chương trình đào tạo nghề và có được cơ hội việc làm, hiện nay người khuyết tật gặp rất nhiều rào cản. Đó là mặc cảm của chính bản thân, là sự phân biệt của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, sự bất cập trong chính sách đối với người khuyết tật. Ngoài ra, người khuyết tật cũng thiếu thông tin nên không thể tìm đến các cơ sở đào tạo để học nghề. Người khuyết tật và gia đình đó thì thứ nhất là họ thiếu thông tin. Họ không có biết được là họ không có được tư vấn hướng nghiệp phù hợp với các cái dạng tật. Và thường là gia đình thường là đóng khuôn một số ngành nghề cho người khuyết tật. Ví dụ như chị thấy là người khiếm thị hoặc là người mù thì chỉ làm massage thôi. Đó. Hoặc là một số các bạn khuyết tật vận động thì chỉ có học công nghệ thông tin thôi. Thì cái điều đó nó hoàn toàn không có đúng với cái sở thích, cái năng lực, cái tính cách, cái giá trị của một người. Thì phải được tư vấn hướng nghiệp nó phù hợp với các dạng tật. Thứ hai nữa là người khuyết tật không biết được những cái trường nào có thể là đào tạo sẵn sàng nhận người khuyết tật vào đào tạo. Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lillehammer 2 hiện có 6 học viên khuyết tật đang theo học các ngành khối kỹ thuật. Chương trình và nội dung đào tạo cho các học viên này hoàn toàn giống với các học viên sinh viên bình thường. Tuy nhiên, về phương pháp đào tạo, các giảng viên phải thay đổi để phù hợp với mỗi học viên tùy theo mức độ cũng như dạng tật của các học viên. Do đó, công việc của giảng viên khi tham gia đào tạo học viên khuyết tật sẽ vất vả hơn. Về mặt chương trình thì là kiến thức thì các bạn đều học được như các bạn khác. Nhưng phương pháp, cách tiếp cận và cách giảng dạy thì chúng tôi có thay đổi. Và thông qua những cái diễn đàn như hôm nay thì chúng ta cũng thấy được tiếng nói từ phía doanh nghiệp, tiếng nói từ phía các hiệp hội, từ phía nhà trường. Sẵn sàng hỗ trợ để các em khi ra trường có thể tìm kiếm được việc làm đúng với cái sở trường mà mình đã học. Theo thống kê, vẫn còn đến 92% người khuyết tật không được đào tạo nghề. Do vậy, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị cho rằng rất cần những chính sách mang tính thiết thực hơn cũng như sự cộng đồng trách nhiệm của cả xã hội để người khuyết tật có nhiều cơ hội được học nghề và làm việc tại doanh nghiệp. Thứ nhất là doanh nghiệp với vai trò kết hợp với các trường học để chúng ta có được cái nhu cầu, bởi vì không phải người khuyết tật nào họ cũng phù hợp với lại cái ngành nghề mà tuyển dụng. Cái thứ hai nữa là doanh nghiệp cũng có một cái vai trò là chúng ta làm những cái công tác tuyên truyền để xóa bỏ những cái định kiến của một số những cái trong doanh nghiệp và cũng trong xã hội họ có thể nghĩ tới cái người khuyết tật. Và đặc biệt nữa là cái vai trò rất là quan trọng là chúng ta cải tổ về sản xuất, cải tổ về môi trường làm việc để phù hợp với người khuyết tật. Và chỉ có như vậy thì người khuyết tật mới có những cái cơ hội và họ mạnh dạn hơn trong cái việc mà ứng tuyển vào doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng là tất cả mọi người đều có quyền được tiếp cận với giáo dục và đào tạo như nhau, kể cả người khuyết tật và người không khuyết tật. Các cơ hội đều là bình đẳng và các mục tiêu của Liên Hợp Quốc thì cũng nhấn mạnh tới việc tận dụng tất cả các tiềm năng và cơ hội của tất cả mọi người để không ai bị bỏ lại phía sau. Nên trong các hoạt động của chương trình thì chúng tôi ưu tiên tập trung vào việc hỗ trợ cho các nhóm yếu thế như là phụ nữ và trẻ em gái được tham gia vào các hoạt động đào tạo nghề. Lĩnh vực sản xuất thông minh ngày càng phát triển kết hợp với các công nghệ tiên tiến. Theo các chuyên gia, tiềm năng của người khuyết tật trong lĩnh vực này là rất lớn. Chính vì vậy, nếu được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tạo điều kiện, cùng với sự nỗ lực vượt khó của bản thân, chắc chắn cơ hội học nghề và tìm kiếm việc làm đối với người khuyết tật là điều hoàn toàn có thể hiện thực được.